Chính phủ Syria đòi Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ từ chức, tin từ Damascus. Syria bác bỏ tố cáo có liên hệ trong vụ đánh bom đồi tại thị trấn Rayhanli của Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Thông tin Omran Zubi lên đài truyền hình nhà nước nói rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm đối với vụ đánh bom. Nếu người dân Thổ Nhĩ Kỳ muốn được bảo vệ, phải đòi chính phủ Erdogan từ chức vì chính phủ này phải chịu trách nhiệm đối với những gì đang diễn ra ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ mạnh mẽ lên án Hội đồng Bảo an, tin từ Berlin. Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một thông điệp cứng rắn với cộng đồng quốc tế sau vụ đánh bom đẫm máu tại một thị trấn ở gần biên giới Syria. Qua cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Đức ở Berlin, Ngoại trưởng Ahmet Davutoglu đã nói rằng các nhà lãnh đạo thế giới phải có hành động chống lại Tổng thống Bashar al-Assad và Hội đồng Bảo an phải nhanh chóng có giải pháp chung. Ông ta lấy làm tiếc là Hội đồng Bảo an đã không thể làm được việc gì, đã để một đống lửa nhỏ trở thành một đám cháy lớn. Trong 2 năm qua, Hội đồng Bảo an đã tỏ ra không quan tâm tới sinh mạng người dân Syria, an ninh Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và các nước trong vùng. Thổ Nhĩ Kỳ thấy rằng chuyến viếng thăm Moscow của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có kết quả tích cực, nhưng trong lúc chờ đợi các giải pháp ngoại giao, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tự đưa ra những giải pháp riêng. Tất cả những tiến trình của Liên Hiệp Quốc, của Liên đoàn Ả Rập, của ông đặc sứ Brahimi đều không ngăn được hành động của chế độ Syria.